Nghề gì hả chị Ngọc? Chị là may gia công. May gia công. Chị là thợ may gia công. Thợ may gia công. Thì mình lãnh đồ về nhà mình may thế hả? Người ta bỏ nhà đầu tới nhà cho mình. Ta chở tới nhà người ta bỏ cho mình, người ta tới nhà người ta thu. Dạ. Chia sẻ lên những cô chú anh chị em nào chưa biết đó thì hiểu rõ hơn. Đó, thì chị đã chia tay hai lần. Đó, giờ chị muốn kiếm một người thì cũng như clip trước. Thì sẵn đây thì cũng nói sơ ngang lại là chị muốn kiếm một người để đây. Nói chung là chị sống một mình, chị có hai đứa con chưa có gia đình. Nhưng mà con của chị đi làm xa, là một tuần hay là hai tuần mới về thăm chị một lần. Còn hiện bây giờ là chị sống có một mình trong một nhà thôi. Xin biết vui vẻ chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay chị Ngọc có đến đây để ghi hình. Thì nói chung ra là chị Ngọc cũng đã ghi hình chi tiết một lần rồi. Hôm nay chị sẵn tiện đường thì chị ghé. Thì từ nhà chị đến đây là 200 mấy chục cây số nha. Nhưng chị sẽ đến đây thăm Tiến và biết cái nơi chỗ Tiến làm việc là kết nối yêu thương. Đó, thì Tiến cũng rất là vui là có một và chị muốn kết nối yêu thương mà từ đường xá xa xôi để lặn lội qua 200 mấy chục cây số, gần 300 cây số để đến đây Tiến đặng ghi hình. Thì mong rằng cô chú anh em hãy chia sẻ video giúp cho Tiến để mà Tiến làm cái công việc mà kết nối yêu thương để cho càng ngày càng phát triển hơn. Thì mời tất cả cô chú anh em hãy xem chị Ngọc đến đây ghi hình như thế nào. Thì ghi hình ở ngoài thì nó trong, nó gõ, nó sáng đẹp hơn và giọng nói nó cũng không có bị ngắt tiếng. Thì mong rằng cô chú anh em hãy đến đây và ghi hình Tiến kết nối yêu thương cho cô chú anh em. Thì ghi hình ở ngoài thì cái khuôn mặt thì đẹp hơn, tại vì ghi hình mà qua Zalo thì nó không đẹp. Đó, thì mời tất cả cô chú anh chị em xem cái chương trình của Tiến nha. Chào chị nha. Chào Tiến nha. Dạ. Thì hôm nay chị đi đâu mà chị ghé em chị? Hôm nay là chị đi, sẵn chị đi công việc ở dưới này rồi sẵn chị ghé chị thăm em. Dạ. Thăm em để coi cái là cái chương trình của em làm á. Dạ. Nó như thế nào, nó có, dạ, chính xác, nó có trực thực tế hay không. Dạ. Đó là chị muốn là đi thăm thực tế như vậy. Ừ. Chị từ Đồng Nai mà lên đây mấy trăm cây số đó. Ừ. Chị cố ý là chị đi lên đây là chị giám sát công trình cái chương trình của em á. Chị Ngọc ở đây thì lên cái chương trình kết nối trái tim của mấy anh em luôn rồi. Ừ. Để tìm một nửa yêu thương. Thì nói... chú nào mà có thấy chị Ngọc mà dễ thương, muốn kết nối trái tim, muốn kết nối yêu thương thì liên hệ với mấy anh em mình nha. Tính là Dung và Tiến Sông Nước. Thì tí nữa thì mình sẽ để số điện thoại lên trên màn hình để cho mấy chú có thể dễ liên hệ. Chị đi hồi nào mà xuống đây cũng sớm chị? Chị đi từ lúc 9 giờ. Ừ. 6 giờ là chị phải đi rồi. À. Từ địa phương của chị phải đi 2 chặng xe. À, rồi chị mới xuống tới đây. À. Là lúc bắt đầu xe lăn bánh ở Sài Gòn đó. Ừ. Là 9 giờ rưỡi. À. À, bây giờ chị mới xuống tới đây đó. Một đường xa mà xuống thăm mấy em đó để coi chương trình của mấy em làm nó như thế nào. Nó có... Em cũng cảm ơn chị nhiều. Ừ. Chị có thể cho khán giả biết là chị bao nhiêu tuổi không hả chị Ngọc? Chị 57 tuổi. À. Quê chị ở Đồng Nai. Quê chị Đồng Nai. Hiện tại thì chị độc thân một mình. Độc thân một mình. Chị đã gãy gánh hai lần rồi em. Dạ. Hai lần giang dở rồi. Chị gãy gánh hai lần thôi. Giờ muốn tìm một nửa. Một nửa. Chị này chiếc này thì chị tìm một cái bờ vai phải cho nó vững chắc nha. Cũng như là cái gia đình của chị đã bị tan nát rồi đó. À. Bây giờ chị muốn tìm một người để mà hàn gắn cái gia đình tan nát của chị. Như theo chị thì chị tìm một người khoảng bao nhiêu tuổi? Thì nếu mà trung bình thì khoảng từ 60 đến 65. Còn nếu mà kẹt quá thì khoảng 70, 71 cũng được. Nếu mà 70 á mà người ta còn khỏe mạnh á, còn minh mẫn á, yeah, thì thứ nhất là có cái tâm đức, thứ nhất là chị cần cái đạo đức. Yeah. Thì chị cũng vẫn đồng ý. Chị ở ngoài đó chị làm nghề gì hả chị Ngọc? Chị là may gia công. May gia công. Chị là thợ may gia công. Thợ may gia công. Thì mình lãnh đồ về nhà mình may thế hả? Người ta bỏ nhà đầu tới nhà cho mình. Ta chở tới nhà người ta bỏ cho mình, người ta tới nhà người ta thu. Dạ. Thì cái cuộc sống của chị là ổn định? Cũng tạm ổn định anh. Dạ. Em tạm ổn định. Thì nói chung ra hôm nay thì Tiến cũng nói rõ nha. Thì chị Ngọc thì bữa trước thì có lên chương trình một lần rồi. Thì hôm nay là không phải chị muốn lên nữa, nhưng mà
chị đi công việc rồi sẵn đó là chị ghé thăm tiếng luôn đó, rồi mấy anh em phải chia sẻ lại. Thứ nhất đây là chia sẻ lên những cô chú anh chị em nào chưa biết đó thì hiểu rõ hơn đó, thì chị đã chia tay hai lần đó, và chị muốn kiếm một người thì cũng như clip trước thì sẵn đây thì cũng nói sơ ngang lại là chị muốn kiếm một người để nương tựa thì sống với nhau. Thì chị nói rõ hơn, có khi những cô chú anh chị em nào chưa biết đến chị đó, thì chị hiện giờ là chị sống một mình hay sống với con? Nói chung là chị sống một mình, chị có hai đứa con chưa có gia đình, nhưng mà con của chị đi làm xa, là một tuần hay là hai tuần mới về thăm chị một lần, còn hiện bây giờ là chị sống có một mình trong một nhà thôi. Như thí dụ chú nào mà thấy chị thương muốn kết nối yêu thương với chị thì chị về nhà chỗ đó, nhà của chú đó ở hay là chú đó sẽ về nhà chị ở? Tùy theo hoàn cảnh em. Ví dụ như là cái người mà cái người đó người ta phải làm công việc ở địa phương người ta đó, thì nếu mà theo về chị về nhà thì cái công việc của người ta không phù hợp, thì nếu mà chị sẽ theo người ta về nhà người ta ở. Còn nếu cái người nào mà người ta có một cái thu nhập ổn định, không phải đi làm á, thì về nhà chị sống chung nó vẫn tốt hơn. Chị vẫn muốn về nhà chị sống chung hơn. Bây giờ công việc của chị làm gì chị? Chị làm may gia công á em. May gia công ha. Mình làm cái thu nhập đó mình tính ăn cái đó, ăn sản phẩm hả chị? Ăn sản phẩm em. Ví dụ như một ngày mình thu nhập được nhiêu? Ví dụ như chị ráp một cái áo 8 ngàn thì một ngày nếu mà chị làm cả đêm luôn thì chắc được 20 cái. Nói giờ thu nhập của chị trung bình là 5 triệu thôi, không có nhiều. Nhưng mà một mình chị sống được rồi, rồi con cái nó hỗ trợ thêm. Coi như là cái tuổi cái chị lớn mà còn kiếm tiền được. Chứ phần thứ hai nó mình làm công việc đó để mình lao động có sức khỏe hơn, chứ mà lớn mà tuổi mà không có công việc làm thì nó cũng yếu. Chị gặp 65 tuổi nhưng mà nhìn còn rất là trẻ luôn. 57 em nói lộn mày, chị nào số năm, chị 57 tuổi. Trời ơi em nói sao năm nãy nó 55 chứ. Đâu, năm 57, 55 là tuổi giả thôi, còn 57 là tuổi thiệt. Sorry mọi người, hồi nãy mình nói lộn mọi người. 57 tuổi. Tại sao? Tại vì thấy chị trẻ nè, rồi tính tính nó lộn. Rung quá hả? Nhớ 65 mấy cái chị kia hoài. Trời, 65 rồi thôi, chứ có chồng gì nữa em, sao còn sức khỏe nữa. Bây giờ năm mấy thì chị có còn sức khỏe chăm sóc chồng mình, với 65 thì thôi bó tay. Về mình không có chăm sóc được cho người ta cũng bỏ mình à. Nếu mà 65 là thôi chị an phận thôi, sắp xuống lỗ rồi, lấy chồng gì nữa em. Cũng nói chung thì nói chung mục đích là để kiếm, là để nương tựa với nhau, để mà lo lắng cho nhau vậy chứ. Chăm sóc lâu nhau nó ốm đau đó. Đúng rồi. Những cái lúc ốm đau có nhiều có người chăm sóc nhiều. Chứ lớn tuổi mà sống một mình nữa đi nữa hôm á thì không thể nào mà lỡ mà có chuyện gì đó thì không có nhờ cậy được ai hết, cũng rất là khổ. Đúng rồi. Mấy chú nào thấy chị Ngọc dễ thương thì nhanh nhanh lên nha. Để con người hốt á, chị Ngọc rất là dễ thương, đẹp, cao, da thì trắng, đẹp lắm. Chị Ngọc là nãy chị nói sắp mấy chục ký rồi, là sắp mấy ký không? Chị cao 1m56, nặng 62 kg. Nói chung phụ nữ lớn tuổi mập thì đẹp sang, còn ốm thì tướng rất là sang. Thì hôm nay sẵn chị xuống tới chỗ mà Tiến làm việc đó cả nhà, thì mong cô chú anh chị em hãy nào muốn kết nối tình duyên thì lại tới cái cầu Dầm Cống là ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đó. Thì Tiến có để số trên điện thoại trên màn hình đó, thì mong cô chú anh em hãy liên hệ và đến đây thì mà Tiến làm Tiến đổi là chương trình là 357 nha. Còn những cô chú anh em nào mà lớn tuổi quá mà cái công việc mà cảm thấy mà không có khả năng mà để mà đi đó được đó, thì kết bạn qua Zalo để mà Tiến ngồi tại nhà Tiến quay cũng được đó. Mấy chú cứ mạnh dạn lên nghe, mạnh dạn là cứ phone nghe mấy chú ơi. Nếu không mạnh dạn không phone là sẽ không vớt được chị Ngọc nghe, khác vớt nghe. Em nói quá. Chị Ngọc rất là đẹp. Đó giờ chị ở ngoài chị có để anh nào chưa chị?
không, chị chưa để ý. Từ bữa chị coi chương trình em tới nay á thì nói chung là chị để ý có một mình đó là chú Vàng á em. Chú Vàng á thì tuy rằng chú 71 tuổi nhưng mà chị thấy chú thì phù hợp với hoàn cảnh của chị hơn. Thứ nhất đó là chú còn khỏe, răng cỏ còn đều. Thứ hai nữa là chú cũng nhân hậu, mặt hiền, hay cười, hợp với chị. Thứ ba nữa là kinh tế của chú cũng ổn định, cũng như là chú có công việc tại nhà, chú không phải là đi làm ngoài, thành ra cũng có thể là chú sẽ về ở chung với chị thì nó vẫn tốt hơn. Thì theo như chị thì sẵn đây chị chia sẻ, chị thích mẫu người đàn ông là tính tình như thế nào? Thứ nhất thì ngoại hình phải dễ coi một chút. Thứ hai nữa là tính tình, là thứ nhất là phải có đức, cái tâm đức, người đàn ông có đức. Chị muốn có một người đàn ông có đức, chân thành, không có trăng hoa, không có mê sắc, háo sắc và trầm tính, ít nói, không cờ bạc, rượu chè. Rượu thì được, rượu thì thí dụ như lâu lâu có đám, có tiệc hay bạn bè tới nhà thì chị đích thân chị sẽ làm mồi cho nhậu, xong rồi ngủ, chứ không có đi lang thang sáng say chiều xỉn là chị không đồng ý. Còn nhất là lô đề là chị sợ lắm, chị không có dám. Hút được không chị? Sao? Hút thuốc được không? Hút thuốc cũng được nhưng mà hút ít thôi, thí dụ một ngày 5-3 điếu. Tại vì cái người đàn ông mà nhiều khi họ có cái hơi thuốc á thì nó dễ ngửi hơn, dễ chịu hơn là người không có thuốc. Chị cũng thích người đàn ông hút thuốc nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Ví dụ ăn cơm xong hút một điếu, vậy đó hơi thở nó thơm. Đó, chị không ngăn cấm cái đó. Mà thứ nhất là phải thương yêu chị. Thật sự đến với chị không lợi dụng, không có vụ lợi gì hết. Thương yêu chị thật tình, thương chị, thương con chị. Phải có lòng vị tha, cao thượng. Tại vì chị mồ côi từ nhỏ, cha mẹ chị mất từ nhỏ, thành ra bây giờ chị thiếu tình thương. Chị muốn có một người chồng là coi như là vừa làm cha vừa làm chồng chị đó. Muốn tình thương là tất cả dành cho chị. Ngược lại chị cũng sẽ đáp ứng lại bằng cách nhiệt tình cho anh ấy. Là chị lo chu đáo luôn. Chu đáo, anh lo cho chị tới đâu chị lo tới đấy. Chị chia sẻ cho lại. Chứ còn nếu mà chị không có sức khỏe sao chị dám đi lấy chồng? Sao mà dám? Dạ. Chứ bữa trước bữa sau ta cũng bỏ mình thôi à? Thì nói chung cái chuyện chăn gói nó cũng quan trọng đó. Quan trọng 50% á em. Đúng rồi. Hạnh phúc gia đình đó. Chị biết điều đó mà. Ở trên đài đó thì nói chung cái việc này thì cũng khuyến khích, chứ không phải tập thể dục thôi. Khuyến khích. Bác sĩ Mỹ người ta nghiên cứu, người ta nói đó, những cái người mà ngưng tình dục sớm là sống không thọ, còn những người mà kéo dài tình dục đó, nhưng mà lành mạnh, không có phải quá đó, là sống thọ, người ta nghiên cứu rồi đó. Tháng thì chừng 30 thôi hay gì? Không, ví dụ lớn đủ rồi thì bác sĩ nó nói khoảng từ một tuần hoặc 10 ngày. Đó là kéo dài như vậy. Theo là cái sống... theo cái tuổi. Theo cái độ tuổi. Chứ mình lớn tuổi mà mình tham lam quá mình cũng không có thọ đâu. Nhưng mà ai mà nghỉ tình dục sớm là người nó không sống thọ đâu. Đúng rồi. Đó, tại vì bác sĩ nó nói là con người mình sống phải cân bằng âm dương. Còn không có âm không có dương á, như chị này, chị giờ chị không có dương này, chị sống có mình này. Nhiều khi chị đã cáu gắt, chị la lối, chị khó tính lắm. Rồi, con chị nó cũng bảo là mẹ khó tính như vậy ông nào ở được với mẹ. Nhưng thật sự nó không có hiểu. Thì sinh lý nó không có cần. Đó, nhiều khi bực bội nhiều khi nó. Với phần chị sống một mình đó thì làm cho mình nghĩ đủ thứ chứ. Đúng rồi. Còn mình ít tiếp xúc với một người nào đó, chứ thì mình có con có cái có cháu ở trong nhà thì mình có thể tiếp xúc và nói chuyện hay này nọ, còn đi ra đi vô từ trước đến sau tới trước không có ai. Tiếp xúc thành trầm cảm luôn á, chị muốn trầm cảm luôn rồi đó. Đúng rồi. Tối ngủ lăn qua lăn lại bạn thấy. Trời ơi lăn qua lăn lại con chó mà, chó nó cứ leo ngủ chị á. Chứ nói chung là tại sao có những người mà không tiếp xúc ghét rồi gặp có khi gặp người lạ làm biến nói chuyện luôn á. Cũng nói với quý vị khán giả luôn thì tùy theo mỗi người, còn cái chuyện kiếm chồng thì cái đó là do mỗi người thôi chứ không phải là mình ép người ta được. Khi mình không muốn chồng người ta lấy chồng cái mình nói người ta này kia là cũng không được. Nói chung là mỗi một nhà mỗi cây mỗi cảnh đó. Thì tại sao mấy cô mấy chị như Tiến cũng nói thường
Tại sao mấy cô mấy chú lớn tuổi còn phải đi kiếm vợ hay đều phải kiếm chồng? Tại vì mấy cô chú ở đây là sống một mình, sống độc thân, sống không ai lo, không ai chăm sóc, thì nên phải kiếm một người để nương tựa, để mà lo lắng cho nhau, chứ đừng có nghĩ tới cái lúc bệnh đau mới biết. Thì nói chung ra ai cũng phải trải qua cái tuổi già này hết đó. Thấy giả tỷ mình ở trong nhà nè, có con cháu đông đúc nè, thì mình không có lo gì hết, tại vì mình có con cháu, mình la lên tiếng thì con cháu là bu lại rồi đó. Còn mình không có con cháu, mình ngủ một đêm hôm á, mình nhức đầu sao mũi nóng lạnh hay là bị cái gì đó, thì mình không thể nào kêu ai được, không lẽ mình đi kêu hàng xóm đó, mà lúc đó mình đi không nổi nữa, rồi mình kêu ai nghe, lúc đó mới cần một người bạn. Lúc đó thì cô chú anh em mới biết cái nằm trong hoàn cảnh, nó mới hiểu được là nó khó khăn là như thế nào. Chứ giờ còn mạnh giỏi mạnh khỏe thì nói chung sống nên là rất khỏe chứ không có gì hết. Nhưng mà khi mà trở về già mà không có một người nào bên cạnh đó, thì nó chung ra rất khó khăn. Đi ăn cơm thôi, thì lên mâm cơm thì ngồi ăn có nên nè, đúng rồi, nó rất là buồn, rất đúng đó. Còn mà đi ngủ á, thì cũng ngủ một mình đó. Thì vô chung mùng thì nằm mình ăn rồi không có nói chuyện nhai không gì trơn, thì cũng rất là buồn. Nói chung là cái chương trình của mấy anh em làm này là thực tế luôn mọi người, này là thật luôn nghe chứ không có diễn không có gì hết mọi người. Mọi người đừng có ném đá này kia nha. Nói chung là lên kiếm thiệt nha. Nói chung là cái chương trình của Tiến Hôm Gà thì cũng nhiều rồi, nói chung cũng nhiều clip, nhiều tập rồi. Cô chú anh em cũng hiểu và thương và chia sẻ cái clip này ra. Anh em nào không thích thì lướt qua. Ở đây là người ta kiếm thiệt. Mấy chú nào thì muốn thích cô Ngọc thì liên hệ lẹ lẹ nghe. Thì mong rằng cô chú anh em có thương cái chương trình của mấy anh em làm kết nối yêu thương, thì cô chú anh em hãy chia sẻ video lên để cho nhiều cô chú anh em còn gian dở, còn độc thân đó, thì hãy kết nối đến với nhau để về chung sống lo lắng cho nhau. Thì nói chung hôm nay là em cũng cảm ơn chị ha, đã từ đường xá xa xôi lặn lội đến đây đó, thì từ đây về từ ngoài chị vô tới chỗ Tiến nha là tới 200 mấy chục cây số, 250 mấy cây, 250 chị hỏi Google á. Dạ, thì chị cũng đến bên đây để mà sẵn đây Tiến quay, Tiến chia sẻ cho cô chú anh chị em. Thứ nhất là cái chương trình của Tiến làm ở tại cầu Dòng Cống đó. Thứ hai nữa thì sẵn đây gặp chị quay chia sẻ luôn đó, mong cô chú anh em xem clip và thông cảm cho Tiến về chị nha mấy anh em nha. Còn ai ở bên bờ bên kia thì liên hệ với mình Lai Dung, Đồng Tháp. Nếu mà ai ở bên kia thì liên hệ với mình nha. Cũng may là chị ngày hôm nay chị tới đây, chị trực tiếp chị chứng kiến mấy em làm cũng vất vả, rất là vất vả. Em làm lấy đen thui à, rất là tội. Nhưng mà như là em Tiến á, thì rất là vui vẻ, cũng biết được anh em Tiến vui vẻ. Còn Tuấn cũng vậy, rất là nhân hậu, nói chuyện rất là dễ thương, lúc nào cũng động viên hết á, động viên hết á, không có nói chung là hai em rất là dễ thương. Mà cái chương trình của hai em làm rất là thực tế đó, như thành ra là từ mấy trăm cây số chị tới đây là chị cũng không có tiếc cái công của chị, tới đây thì mới thực tế để biết anh em làm như thế nào. Em làm như thế nào, mấy em rất là vất vả. Em nào cũng thấy đen thui thôi, không có được trắng trẻo và sung sướng như là các bạn nghĩ đâu. Nói chung ra làm cái nghề, tại nhiều người không hiểu á, nói cái nghề YouTuber này đó là rất là sung sướng, rất là khỏe, nhưng không phải gì đâu đó. Thì rất là cực, đi quay những hoàn cảnh thì phải đi vô những con đường nhỏ xíu nè, rồi có khi không có nước uống nè, khi không có cơm ăn nữa nè, phải nhịn đói. Ăn cơm thì phải tìm thường... ăn cơm mới phải tìm quán cơm nào rẻ nhất mới dám ăn. Ăn cơm thì quán cơm nào rẻ. Quý vị ơi, quý vị bữa nay là mình trực tiếp đó, mình mới thấy đó. Thì nói chung là bữa nay chị có xuống tới đây, thì Tiến thì lúc đó chị xuống tới đây là cũng khoảng gần 2 giờ 1 giờ mấy rồi.
thì mấy anh em thì cũng không có chưa có ăn cơm với chị, cũng mời bữa cơm ăn cơm chung với chị. Thì thôi em cũng cảm ơn chị ha. Cũng thì, xin tạm dừng. Em chúc chị về thượng lộ bình an. Chúc chị, cảm ơn chị sức mong khỏe. Rằng sẽ chương trình này khi tụi em phát sóng lên đó thì có nhiều chú để mà liên hệ với chị ha. Cảm ơn em. Thì trước khi kết thúc chương trình, chị có muốn nói lời nào với khán giả? Trước đây thì chị cũng xin nữa hả? Mình cũng xin chúc tất cả các khán giả trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Còn riêng những bạn nào mà mình đã bị mất một bị lạc mất một nửa lâu năm rồi nay rồi thì mình cũng cầu chúc cho mấy bạn sớm tìm được một nửa của mình. Và chị cũng xin chúc cho hai em nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, chúc chị nha. Hy vọng là hai anh em sẽ sớm ăn mừng với chị. Rồi. Chị xin tạm biệt. Thôi chị Tiến chào tất cả các chú anh em thích của đôi bạn. Chào. Chào.